Nếu có dịp đặt chân đến Quy Nhơn, nhất định bạn phải ghé chợ đêm. Bởi đây là nơi dừng chân lý tưởng nhất cho những tín đồ vừa yêu thích surfing, vừa muốn thưởng thức ẩm thực thả ga, lại vừa muốn có ảnh đẹp để sống ảo. Đặc biệt, chợ đêm Quy Nhơn còn là thiên đường mua sắm của giới trẻ và học sinh sinh viên với hàng nghìn loại hàng hóa, đa dạng những gian hàng ẩm thực địa phương với giá cả vô cùng hợp lý. Quần áo, phụ kiện có lẽ là sản phẩm được bày bán nhiều nhất ở đây. Từ quần áo người lớn đến trẻ em, từ hàng xịn sò đến bình dân. Mẫu mã, kiểu dáng, loại nào cũng có và giá cũng cực mềm. Chỉ với 100 đến 200 nghìn đồng trong tay, không khó để tìm cho mình một bộ outfit đất gì và này nọ ở chợ đêm Quy Nhơn đâu nhé. Những gian hàng mỹ phẩm rất được yêu thích từ các bạn phái nữ, đầy đủ và đa dạng, từ các sản phẩm skincare như sữa dưỡng thể, kem dưỡng da, dưỡng môi, hay các sản phẩm make up nội địa Trung như son môi, phấn nền, kem nền. Ngoài ra, còn rất nhiều các sản phẩm chăm sóc cơ thể như sữa tắm, nước hoa, xịt khử mùi. Chỉ cần liếc ngang liếc dọc là lựa được ngay, mà muốn thử cũng thoải mái, vì các anh chị chủ trong chợ đêm cực kỳ hiếu khách và dễ chịu. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mind. Dạo một vòng chợ đêm, không khó để du khách nhìn thấy các gian hàng bày biện hàng trăm loại trang sức, đa dạng mẫu mã, hợp thời trang cho cả nam và nữ. Mặt hàng phong phú, đầy đủ kiểu dáng, giá cũng không mắc lắm đâu nè nhé các bạn. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. Với các bày biện hàng hóa ở đây, chắc chắn du khách sẽ bị thu hút bởi những món đồ lưu niệm được bán tại đây. Có đầy đủ từ những mặt hàng thổ cẩm cho đến những gian hàng bán phụ kiện, quần áo đi biển. Ngoài ra, ở đây còn có bán những mặt hàng lưu niệm liên quan đến thành phố biển Quy Nhơn và đặc biệt là xứ nổ Bình Định. Đến chợ đêm, nhìn đâu đâu cũng sẽ thấy đồ ăn, thức uống, vô vàn các món ăn vừa ngon vừa rẻ. Xiên nướng, bánh cuốn, các loại ốc, trái cây lắc, với khói than nghi ngút và mùi thơm ngây ngất. Đảm bảo mê mẩn cả vị giác lẫn xúc giác, khiến bất kỳ ai cũng khó có thể cưỡng lại được. Đến chợ đêm mà không ăn sạch thiên đường ẩm thực ở đây, thì quả là một điều đáng tiếc. Hãy chuẩn bị cho mình một chiếc bụng rỗng, cùng một chiếc ví thật nhiều tiền và càn quét hết các hàng quán nơi đây nhé.
Khi chợ đêm Quy Nhơn nổi tiếng là khu chợ lớn và giá cả rẻ nhất thành phố. Nhưng để khách du lịch có được một trải nghiệm trọn vẹn và tuyệt vời nhất, xin mách bạn nên chuẩn bị cho mình số tiền hợp lý. Tốt nhất là dao động từ 200.000 đến 300.000 đồng để cho một chuyến tham quan chợ hoàn hảo và hợp túi tiền. Du khách cũng đừng quên giữ tiền, xe và các tư trang thật cẩn thận. Với việc đông người tham quan nên sẽ có nhiều thành phần phức tạp đến đây. Thế nên hãy thật thận trọng và luôn cảnh giác sẽ là biện pháp an toàn nhất. Đừng quá hòa mình vào cuộc vui mà quên mất những lưu ý quan trọng này bạn nhé. Du lịch Quy Nhơn đến với các khu chợ địa phương nói chung và chợ đêm nói riêng là một cách để du khách hiểu hơn về cuộc sống nơi đây. Nếu bạn có dịp đi du lịch miền Trung đến với xứ Nậu thì đừng quên ghé thăm chợ đêm Quy Nhơn nhộn nhịp đầy thú vị này nhé. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm thật thú vị và đáng nhớ tại đây.